Hello, Biển Xanh xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long An, hay còn gọi là Bệnh viện Quốc tế Hàn Quốc, tại ấp 12, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha quý anh chị. Hôm nay thì Biển Xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý anh chị, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một lô đất nằm ngay kế bên Bệnh viện Hàn Quốc nha quý anh chị ơi. Bây giờ thì xin mời Biển Xanh xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi vào tham quan lô đất với Biển Xanh nhé. Chị nhìn xung quanh cái khu bệnh viện này, dân cư ở rất là nhiều. Đây là một cái khu vực rất là tiềm năng. Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nó giáp ranh với Hóc Môn, Củ Chi. Là một cái khu vực có tiềm năng kinh tế phát triển rất là lớn. Là cửa ngõ giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Cho nên giá đất ở cái khu vực xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giáp ranh với Hóc Môn, nó tăng lên rất là nhanh nha quý anh chị. Và cái khu vực hôm nay mà Biển Xanh giới thiệu đó chính là nó nằm ngay bên Bệnh viện Hàn Quốc, cái vị trí mà Biển Xanh mới đứng lúc nãy. Cái lô đất này có diện tích là ngang 5, dài 22, sổ hồng riêng và thổ cư là 100%. Đây. Mình đã tới lô đất rồi nha quý anh chị ơi. Đây ạ. Lô đất này có diện tích ngang 5, dài 22, đó là tính từ cái nhà này, mình đo ngang sang là ngang 5 và sâu xuống phía dưới là 22. Sổ hồng riêng rồi, thổ cư là 100%. Và mình chạy phía trước chính là cái hồ sinh thái. Đường này là đường thông nha quý anh chị. Đây. Xung quanh khu này dân cư ở rất là đông đúc. Và cái giá của lô này là 960 triệu, bao sang tên công chứng, bao làm sổ các kiểu cho mình nha quý anh chị. Và cái thủ tục sang tên công chứng ở đây thì mình làm sổ theo quy định nhà nước là 45 ngày. Thì mình sẽ đứng tên chính chủ ở ngoài bìa luôn. Còn nếu mà mình cập nhật tên ở trang tư thì khoảng 20 ngày là mình đã có sổ hồng rồi nha quý anh chị. Còn nếu quý anh chị nào mà mình mua để đầu tư thì mình cũng có thể công chứng ủy quyền thôi, là mình đã có thể mua bán trao tặng rồi. Đây. Diện tích của lô này là ngang 5 và dài là 22, sổ hồng riêng. Giá là 960 triệu, bao sang tên công chứng. Nằm ngay kế bên Bệnh viện Hàn Quốc, khu dân cư đông đúc. Đường là đường thông nha quý anh chị. Đường xe hơi, thông, rất là nhiều hướng. Rất là thuận tiện để kinh doanh buôn bán, đầu tư sinh lời hoặc là mua để an cư lập nghiệp. Phía trước là đường thông, ngay cạnh hồ sinh thái, rất là mát nha quý anh chị. Đường này là đường thông rất là nhiều hướng. Phía trước là cái hồ sinh thái rất là rộng và mát. Quý anh chị có quan tâm đến cái vị trí của lô đất này thì hãy nhanh tay liên hệ với Biển Xanh, số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Và cái lô đất này nó nằm ở hướng Nam, kế bên Bệnh viện Hàn Quốc, thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Khu dân cư rất là đông đúc, đường là đường thông. Quý anh chị mình nhìn trên màn hình,
biển xanh quay thì thấy dân cư khá là đông nha quý anh chị. Diện tích là ngang 5 dài 22. Tính từ cái nhà này mình đo ngang sang là 5 và sâu xuống phía dưới đụng với cái nhà phía dưới chính là 22. Sổ hồng riêng, thổ cư là 100%. Mình mua thì chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Dân cư rất là đông đúc, bao bọc xung quanh đây thì rất là nhiều khu công nghiệp lớn, lượng công nhân tập trung vào đây sinh sống và làm việc rất là nhiều. Cho nên cái nhu cầu nhà ở, nhu cầu mua đất rất là tăng nhanh. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí của lô đất này cũng như là cái nhu cầu của mình mua để đầu tư hoặc là an cư lập nghiệp thì hãy gọi cho Biển Xanh nhé. Số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem video của Biển Xanh hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất do chính kênh thông tin bất động sản Biển Xanh cung cấp. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin chào và hẹn gặp lại.